Phòng khách cứ bố trí kiểu này khiến thần tại ưng bụng, muốn tiền có tiền, giàu nứt vách. Quý vị thân mến, phòng khách là không gian có vị trí quan trọng trong nhà, là nơi tiếp khách, kết nối các thành viên trong gia đình. Theo phong thủy, đây cũng là nơi những yếu tố phong thủy ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, may mắn, tài lộc của cả gia đình. Chính vì điều đó mà phong thủy phòng khách được cả gia chủ, kiến trúc sư đặc biệt quan tâm khi thiết kế nhà ở. Theo đó, các nhà thiết kế nội thất sẽ kết hợp yếu tố màu sắc, kích thước, vị trí và hướng đặt, từ đó tạo nên một không gian phòng khách thoải mái, tiện nghi và hợp với phong thủy. Trong video ngày hôm nay, chương trình sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách bố trí phòng khách đẹp, chuẩn phong thủy, giúp đón tài lộc quý vị nhé. Thứ nhất, vị trí đặt phòng khách. Vị trí tốt nhất để thiết kế phòng khách là tại trung tâm nhà, là nơi đầu tiên từ cửa bước vào. Vì tại vị trí này, đây sẽ là nơi đầu tiên đón mọi tài lộc may mắn, cũng như sự lưu thông, điều hòa các vận khí khác với nhau. Nếu phòng khách của gia đình anh chị được thiết kế với hai cửa đi, cánh cửa cần thiết kế rộng rãi và thoải mái, không để đồ đạc chắn lối đi ra vào. Trường hợp phòng khách chỉ có một lối đi, hãy đặt bàn ghế sofa ngay trực diện lối đi. Thứ hai, vị trí đường tài vị. Trong phong thủy, đường tài vị liên quan đến sự thịnh, suy của gia đình, cũng quyết định đến sự chìm nổi, tài vận của đời người và may mắn của gia chủ. Vị trí tài vị là góc tài lộc, điểm giao thoa giữa tính khí hướng lên và định khí hướng xuống. Cụ thể, khi mở cửa ở bên trái phòng, tài vị nằm ở vị trí ở đầu đường chéo của góc bên phải. Khi mở cửa ở giữa phòng, tài vị nằm ở vị trí ở đầu đường chéo của góc hai bên. Khi mở cửa ở bên phải phòng, tài vị nằm ở vị trí ở đầu đường chéo của góc bên trái. Thứ ba, hướng đặt phòng khách. Sau vị trí, hướng đặt phòng khách là yếu tố được chuyên gia phong thủy nhận định sẽ giúp mang lại nhiều thuận lợi, tránh những điều xui xẻo trong cuộc sống. Một số hướng đặt phòng khách theo mệnh. Mệnh mộc, nên chọn đặt phòng khách theo hướng đông hoặc hướng đông nam. Mệnh hỏa, có hướng tốt nhất là hướng nam. Mệnh kim, nên đặt phòng khách các hướng tây và tây bắc. Mệnh thủy, hướng tốt và phù hợp nhất là bắc. Mệnh thổ, nên chọn hướng phòng khách là đông bắc và tây nam. Thứ tư, thiết kế của trần nhà phòng khách. Tùy theo kích thước, diện tích của phòng khách, anh chị nên lựa chọn thiết kế trần nhà cho khoa học và phù hợp về mặt phong thủy. Đối với các trần nhà thấp, sử dụng thạch cao hoặc các chất liệu trong suốt để làm trần. Cách này giúp mở rộng không gian, dễ dàng bố trí đèn âm trần, sẽ khiến cho căn phòng thêm lộng lẫy và sang trọng. Đối với trần nhà cao, có thể tùy chọn thiết kế hình hoa văn, họa tiết nổi trên trần. Ý tưởng này nhằm nâng cao tính thẩm mỹ, đồng thời cũng là cách giúp tăng vượng khí, may mắn cho công việc, học tập của thành viên trong nhà. Thứ năm, đồ trang trí phù hợp. Để tạo điểm nhấn, ấn tượng cho không gian, anh chị nên sử dụng thêm các đồ trang trí cần thiết. Tuy nhiên cần lưu ý, tránh những vật trang trí sắc nhọn và mang tính bạo lực như sừng trâu, kiếm. Những món đồ này chỉ khiến bầu không khí trong gia đình dễ bị căng thẳng, thường xuyên cãi nhau và thường bất đồng quan điểm. Thứ sáu, màu sắc của các món nội thất phòng khách. Tùy theo hướng bố trí nội thất phòng khách, gia chủ có thể chọn màu sắc phong thủy như sau. Hướng đông và đông nam. Khi bố trí nội thất theo hướng này, anh chị hãy dùng những đồ nội thất bằng gỗ màu xanh lục như kệ tivi, bàn ghế sofa, vách ngăn phòng khách, khung tranh gỗ hay kệ sách, vân vân. Hướng nam, ưu tiên các gam màu sắc đỏ, hồng, tím, da cam, lục cho đồ nội thất bằng gỗ cho phòng khách. Hướng tây và tây bắc, đồ nội thất phòng khách nên chọn màu trắng, vàng,
lam, màu xám hay màu hồng. Hướng Bắc, những bức tranh thủy mặc, thác nước, thuyền buồm mang màu xanh dương, xanh biển, đen sẽ rất phù hợp. Hướng Đông Bắc và Tây Nam, hãy trang trí nội thất bằng những loại đá quý, thủy tinh hoặc đất sét với các màu phong thủy là nâu, vàng đất hoặc cam đất. Thứ bảy, cách bố trí bàn thờ tổ tiên. Vì bàn thờ thuộc âm tính, tốt nhất nên đặt bàn thờ theo hướng mang tính dương, tây bắc. Hướng đặt này sẽ giúp vận khí âm dương trong nhà được hài hòa và lưu thông tốt. Ngoài ra, bàn thờ nên đặt đối diện với cửa ra vào và tựa vào một bức tường chắc chắn, vững chãi. Đây là cách thể hiện sự tôn kính đối với ông bà, tổ tiên của mình. Tuyệt đối không đặt bàn thờ phía trên hoặc phía dưới phòng vệ sinh. Cũng không đặt gần phòng ngủ của trẻ nhỏ vì sẽ làm mất đi sự tôn nghiêm. Kích thước của bàn thờ cũng phải phù hợp với không gian phòng khách. Gia chủ không nên lựa chọn bàn thờ quá nhỏ hoặc quá to. Thứ 8, cách bố trí bàn ghế sofa, kệ TV. Đối với bàn ghế sofa phòng khách, gia chủ cần lưu ý không bố trí dưới xà ngang hoặc bị các vật nhọn hướng vào. Tùy vào diện tích căn phòng, hãy lựa chọn kích thước nội thất phòng khách gồm bộ bàn ghế sao cho phù hợp và thoải mái nhất. Đặc biệt, khi kê bàn ghế sofa, anh chị cần phải tránh để đồ đạc vướng lối đi. Điều này sẽ khiến cho những nguồn năng lượng tích cực bị trì trệ. Riêng đối với những phòng khách nhỏ, hãy chọn đặt bàn ghế sofa sát tường để giúp tiết kiệm diện tích, tạo cảm giác an toàn. Đối với kệ TV, gỗ, kệ trang trí là những món nội thất mang năng lượng dương tốt. Hãy chọn đặt nó ở những vị trí muốn bổ trợ cho căn phòng. Hướng Nam để có được nhiều công danh hoặc sự công nhận, hoặc hướng Bắc để hỗ trợ sự nghiệp. Thứ 9, vật phẩm phong thủy phòng khách. Có thể là vật phẩm phong thủy tượng đá hoặc cây xanh đều là lựa chọn tốt. Những vật phẩm phong thủy sẽ giúp tạo vượng khí tốt lành, còn cây xanh sẽ giúp không gian sống gần gũi thiên nhiên, thân thiện với môi trường và tránh được vận rủi. Điều thứ 10, vị trí đặt cây xanh. Cây xanh thường được nhiều gia chủ chọn đặt tại phòng khách để giúp thanh lọc không khí trong ngôi nhà. Vậy nhưng, để tránh gây nặng nề, cảm giác áp lực cho căn phòng, gia chủ cần phải chú ý đến độ cao và vị trí đặt cây, tránh gây bất tiện cho quá trình sinh hoạt, việc di chuyển thường xuyên trong phòng khách. Điều thứ 11, chọn chất liệu sàn nhà. Không nên dùng chất liệu quá trơn hoặc quá thô ráp. Điều này dễ khiến các thành viên gặp phải những tai nạn nhỏ không đáng có. Gia chủ có thể tham khảo sàn gỗ, vừa đem lại sự sang trọng, ấm cúng, vừa thoáng mát cho ngôi nhà. Vào mùa đông, có thể đặt thêm thảm trải sàn. Quý vị thân mến, trên đây là 11 quy tắc vàng trong thiết kế phòng khách, giúp gia chủ sức khỏe dồi dào, thu hút tài lộc, tiền vàng ngập két. Quý vị nên lưu ý khi thiết kế cho ngôi nhà của mình nhé. Bên cạnh những quy tắc vàng trong thiết kế phòng khách giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, thì cũng có những kiêng kỵ mà gia chủ cần tránh. Không đặt bàn trà, bàn ghế sofa dưới máy lạnh. Điều này khiến gia chủ, các thành viên dễ bị nhiễm hàn khí, đau đầu hoặc cảm lạnh. Về lâu dài có thể mang đến nhiều điều không hay trong giao tiếp, sinh hoạt. Không nên chia nhỏ không gian phòng khách. Việc này có thể làm tan vượng khí của căn nhà. Không để vị trí tài lộc lộ thiên, tài sản của gia đình có thể bị tiêu tán, dễ hao mòn. Vị trí tài lộc là đường chéo từ cửa đến các phòng khách. Không thiết kế cửa chính thẳng với cửa sau. Bố trí sai lầm này sẽ khiến cho tài khí vượng khí của cả gia đình chưa vào đã đi thẳng ra ngoài. Không trang trí phòng khách như quán karaoke, hộp đêm. Cách này có thể gây mất cân xứng cho tổng thể của căn nhà, khiến gia chủ dễ bị suy nghĩ tiêu cực, bi quan và thường cảm thấy cô đơn. Từ đó, bản thân trở nên sa sút về mặt tinh thần, học tập và công việc. Quý vị thân mến, trên đây là những thông tin hữu ích về phong thủy cho phòng khách. Chúng tôi tin rằng với những thông tin này, quý vị sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn
sắp xếp và bố trí nội thất phòng khách chuẩn phong thủy để giúp quý vị và các thành viên trong nhà nhận được nhiều sức khỏe, may mắn và tài lộc. Quý vị thân mến, bên cạnh phòng khách thì hồ bơi, hồ cá, thác nước có vai trò quan trọng trong phong thủy. Các yếu tố về nước có liên quan đến tài vận của ngôi nhà. Tuy nhiên, không phải cứ có nước là có tiền, mà phải dùng nước đúng cách, đúng vị trí mới phát huy hết tác dụng về phong thủy. Sau đây là những lưu ý khi sử dụng nước trong phong thủy. Thứ nhất, không nên áp dụng mệnh để đặt hồ nước. Hầu như chúng ta đều biết nước ngũ hành thủy. Thói quen của chúng ta thường hay dùng mệnh, tức nạp âm hay niên mệnh để xem mình có hợp với nước không. Ví dụ, bạn sinh năm 1983, mệnh đại hải thủy. Vậy bạn nghĩ mình hợp với nước? Bạn sinh năm 1986, mệnh lư trung hỏa. Bạn cho rằng không nên đặt nước trong nhà vì thủy khắc hỏa. Đây là cách hiểu hoàn toàn sai về cách sử dụng nước trong phong thủy. Có chăng, nếu muốn xem ngũ hành thủy của nước có hợp với mình hay không, bạn có thể tạm sử dụng cung phi. Ví dụ, người nữ sinh năm 1986, cung phi khảm, ngũ hành thủy, lại hợp với nước chứ không kỵ như cách tính niên mệnh. Tuy nhiên, khi dùng cung phi để thiết kế hồ nước vẫn có mặt hạn chế riêng. Vì ngôi nhà nhiều người, nhiều cung mệnh thì ngũ hành thủy hợp người này lại có thể không hợp với người khác. Nên chỉ sử dụng cung phi khi nhà ít người. Vai trò người được xem phải quan trọng và cần kết hợp thêm các nguyên tắc khác khi sử dụng. Thứ hai, kỵ bố trí hồ nước ở hướng nam ngôi nhà. Phương nam của ngôi nhà thuộc cung ly, ngũ hành hỏa. Nếu có hồ nước tại đây, thủy khắc hỏa, cung ly sẽ bị ảnh hưởng. Cung ly đại diện cho người con gái giữa, độ tuổi từ 15 đến 30. Khi cung ly bị khắc thì đối tượng này sẽ bị xấu. Đồng thời ngũ hành hỏa bị khắc, dễ bị mắc các bệnh về tim, tâm trí không ổn định. Hồ nước càng lớn ở hướng nam, tác động xấu càng nhiều. Thứ ba, đặt hồ nước phù hợp với từng cung, từng phương vị. Ngôi nhà luôn chia thành 8 cung, tương ứng với 8 hướng. Muốn đặt nước ở cung nào, cần phải biết được cung đó tốt hay xấu. Ngũ hành thủy của nước tác động như thế nào vào cung đó. Ví dụ, nếu xét trong bát trạch thì mỗi cung là mỗi du niên, mang ý nghĩa cát hung khác nhau. Giả như tại một vị trí trong nhà có du niên lục sát, đây là du niên xấu, có ngũ hành thuộc thủy. Nếu đặt nước tại đây sẽ làm thủy mạnh hơn, cái xấu bùng lên, như vậy không tốt. Hoặc một vị trí có du niên tuyệt mệnh, đây cũng là du niên xấu, ngũ hành kim. Nhưng ta có thể đặt nước tại đây để kim sinh thủy, kim vì thế mà yếu đi, cái xấu giảm xuống. Nếu xét trong huyền không, mỗi vị trí sẽ có mỗi sao tốt xấu khác nhau. Nước phải đặt ở vị trí có các sao tốt và phải phù hợp với từng vận, từng mốc thời gian thì mới được. Đối với cách làm này, cần lưu ý ở những vị trí xấu, nếu có đặt nước thì cần đặt nước tĩnh, tức nước không chuyển động để hóa giải cung xấu. Còn ở những vị trí tốt, nên đặt thêm thác nước, máy phun nước, máy sục để nước động, nước luôn có sự lưu chuyển. Như vậy mới kích hoạt tài lộc hiệu quả. Trường hợp không thực hành được cách làm trên, nhưng vẫn muốn đặt hồ cá, thì cố gắng thiết kế hồ cá đầy đủ các ngũ hành. Khi đó ta có thể đặt bất cứ nơi nào trong nhà, miễn sao phù hợp về công năng và thẩm mỹ. Hồ cá ngoài hành thủy của nước còn có thể đặt thêm cây thủy sinh để có hành mộc, bỏ đá vào hồ để có hành thổ, nuôi cá màu trắng để có hành kim và cá màu đỏ, cam để có hành hỏa. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Lời Phật dạy, bố thí đúng pháp. Mấy ngày nay, dư luận lại rộ lên chuyện nghệ sĩ chưa minh bạch trong việc làm từ thiện. Không ít người đòi hỏi một số nghệ sĩ phải sao kê đầy đủ các tài khoản ngân hàng trong thời gian kêu gọi quyên góp.
Quả tình khi lòng tin xã hội bị lung lay, thật khó lòng phân định ranh giới giữa cái tốt và cái xấu. Vì vậy trong lúc này, để xây dựng lại lòng tin của công chúng, một tiến trình pháp lý giữa các bên có nghĩa vụ liên quan cần sớm được các cơ quan chức năng thực hiện. Hiện nay, làm từ thiện thường dựa trên danh tiếng, uy tín cá nhân để quyên góp. Người nhận tiền quyên góp thay mặt người bố thí, san sẻ cho người gặp khó khăn, bất hạnh. Nếu người làm từ thiện vừa quyên góp, vừa bỏ thêm tiền túi do công sức mình làm ra, thì họ cũng đều được xem là thí chủ. Cho nên nghĩa của từ bố thí, trong nghĩa hẹp, tài thí, thí tiền bạc, vật thực, chính là phân chia cho rộng ra, hay nói ngắn gọn là san sẻ, chia sẻ cho người khác. Người nào dùng tiền bạc, tài sản, lương thực, thuốc men, chăn mền, hay kêu gọi mọi người cùng san sẻ cho người khác, thì họ đều là thí chủ thực hành pháp bố thí. Trong lục độ của hàng Bồ Tát và trong pháp tứ nhiếp, bố thí đứng hàng đầu, đủ thấy bố thí là một hạnh tu rất được coi trọng trong Phật Pháp. Trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, có 8 sự bố thí của bậc chân nhân. Thế nào là 8? Cho vật trong sạch, cho vật thù diệu, cho đúng thời, cho vật thích ứng, cho với sự cẩn thận, cho luôn luôn, khi cho tâm tịnh tín, sau khi cho tâm luôn hoan hỷ. Cũng trong kinh này, Đức Phật dạy, có 5 lợi ích của bố thí, được nhiều người ưa thích mến mộ, được thiên nhân và các bậc chân nhân thân cận, tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi, không có sai lệch pháp của người gia chủ, khi thân hoại mạng chung được sinh lên cõi lành thiên giới. Như vậy, việc bố thí bao hàm cả ý nghĩa tự lợi và lợi tha, tức vừa tốt cho mình, vừa lợi cho người. Việc làm nào mà tổn người lợi mình hay lợi người tổn mình đều không được khuyến khích. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy rất rõ: nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc ngây đuôi mù, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, các vị quốc vương, đại thần có muốn bố thí? Nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa, dịu dàng an ủi, thì các vị quốc vương, đại thần đó đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hàng hà sa chư Phật vậy. Đức Phật xem việc bố thí cho người nghèo túng tật nguyền kia công đức sánh ngang với công đức cúng dường cho 100 hàng hà sa chư Phật, đủ thấy Đức Phật đề cao hạnh bố thí như thế nào rồi. Ở địa vị cao như các vị quốc vương, đại thần, Đức Phật dạy rõ như thế. Còn với chúng ta, thử xét xem mình đã có đủ tâm từ bi lớn chưa? Có lòng vui vẻ hạ mình chưa? Có tự mình đem cho hay kêu gọi người đem cho chưa? Có lời lẽ ôn hòa, dịu dàng, an ủi người hay chưa? Từ thiện hay bố thí, cứ theo đúng những điều Phật dạy thì không sai lệch pháp và được nhiều lợi lạc. Nếu bố thí với tâm chấp thủ thì được phước báo hữu lậu. Nếu bố thí với tâm vô cầu, vô chấp thì được phước báo vô lậu. Trong hoàn cảnh phương tiện và pháp tu của mỗi người, việc hướng đến pháp hữu lậu hay vô lậu cũng đều đáng quý và lợi ích ít nhiều cho chúng sinh cả. Việc làm từ thiện hay bố thí vừa để tăng trưởng thiện tâm, vừa phù hợp với luật pháp thế gian, cho nên tử tế và minh bạch là điều không thể thiếu và không được phép quên. Thị phi thế gian là điều thường thấy trong sinh hoạt, giao tế hàng ngày. Người trong sạch không nên vì đó bận tâm mà thoái lui. Mong mọi người giữ hoàn cảnh đại dịch này luôn tinh tấn hơn nữa trong việc thực hành pháp bố thí. Cho đi người khác vui lòng ta vui. Cho đi là còn mãi.